Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMark Việt Nam và đây là bản tin công nghệ Tech Daily tối ngày 27 tháng 7. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về Galaxy Note 8 với bộ nhớ RAM của nó. Càng gần đến ngày ra mắt chính thức thì những thông tin xung quanh mẫu điện thoại cao cấp nhất cuối năm nay của Samsung là Galaxy Note 8 đang ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc. Và theo một nguồn tin mới nhất, có vẻ như chiếc phablet cao cấp nhất của công ty Hàn Quốc sẽ tiếp bước người anh em của nó là Galaxy S8 ở việc được phát hành thêm một phiên bản giới hạn cho một số thị trường, tương tự như phiên bản Galaxy S8 cướp biển gần đây chẳng hạn. Theo đó thì nguồn tin tiết lộ thiết bị sẽ có tên đầy đủ là Galaxy Note 8 Emperor Edition. Và đây cũng là bản có cấu hình phần cứng mạnh nhất của công ty với RAM lên tới 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Kết hợp khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB nữa sẽ nâng tổng dung lượng của máy lên con số 512GB. Khá là kinh khủng nếu xét về vóc dáng của một thiết bị di động hiện nay. Tuy nhiên, chiếc Galaxy Note 8 hoàng đế này sẽ chỉ được phân phối giới hạn ở Hàn Quốc và ở Trung Quốc mà thôi. Trong khi đó thì phiên bản Galaxy Note 8 tiêu chuẩn sẽ có phần cứng cơ bản gồm RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB. Hiện nay thì không rõ mức giá của chiếc Galaxy Note 8 Emperor Edition sẽ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó sẽ đắt hơn khá nhiều so với mức giá khởi điểm của chiếc Galaxy Note 8 tiêu chuẩn, vốn được đồn thổi là sẽ được định giá gần ngang ngửa với iPhone 8 của Apple là 1.100 USD, tức là khoảng 25 triệu đồng. Hiệp hội tiêu chuẩn USB mới đây đã chính thức công bố chuẩn USB 3.2 với đặc điểm lớn nhất là cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 20 gigabit trên giây, tức là gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm là USB 3.1 Gen 2. Chuẩn USB mới nhất hiện nay chỉ được tích hợp độc quyền với cáp USB Type-C nhờ tận dụng được khả năng đa luồng của chuẩn cáp này, cho tốc độ truyền tải thực tế đạt 2GB trên giây và không được tích hợp thêm các cổng USB Type-A hay là Type-B cũ hơn do không đủ dây dẫn thực. Chuẩn USB mới nhất này sẽ chỉ được tích hợp độc quyền với cáp USB Type-C nhờ tận dụng được khả năng đa luồng của chuẩn cáp này, cho tốc độ truyền tải thực tế đạt 2GB trên giây và không được tích hợp lên các cổng USB Type-A hay là Type-B cũ hơn do không đủ dây dẫn thực tế để truyền tải được khối lượng dữ liệu lớn như vậy. Cần lưu ý rằng chuẩn USB 3.2 vẫn cho khả năng tương thích ngược với các cổng cắm hoặc cáp USB cũ hơn, tức là nó vẫn đảm bảo được việc truyền dữ liệu nhưng tốc độ sẽ bị giới hạn ở mức cao nhất mà các thiết bị USB cũ hơn hỗ trợ. Bên cạnh đó thì USB 3.2 hiện tại vẫn đang được tiếp tục thảo luận và đưa ra được các quy tắc chung cuối cùng để phát triển tiêu chuẩn cho các thiết bị mới sử dụng chuẩn USB này, mà phải đợi ít nhất đến năm 2019 thì những thiết bị tích hợp USB 3.2 đầu tiên mới có mặt trên thị trường. Bên cạnh việc giới thiệu USB 3.2 thì Hiệp hội USB cũng chính thức khai tử tiêu chuẩn USB 3.0 và đổi tên thành USB 3.1 Gen 1, tức là vẫn giữ tiêu chuẩn truyền tải dữ liệu 5GB trên giây. Trong khi đó thì chuẩn USB 3.1 Gen 2 hiện nay với tốc độ truyền tải 10GB trên giây lại bị đổi tên thành USB 3.1 đơn thuần. Thực sự thì đây là một quyết định khá là khó hiểu đấy. Một số thông tin gần đây đã đề cập đến một chiếc điện thoại cao cấp mà hãng điện tử Nhật Bản là Sharp dự định sẽ ra mắt mang tên là Aquos S2. Theo như những tin tức đã xác nhận thì thiết bị mới này sẽ đóng vai trò kế nhiệm cho dòng điện thoại Aquos Crystal vốn lần đầu tiên được giới thiệu cách đây 3 năm với kiểu thiết kế không viền mang tính cách mạng. Do đó thì về cơ bản đối thủ chính của chiếc Aquos S2 mới không ai khác sẽ chính là chiếc iPhone 8 của Apple dự định ra mắt cuối năm nay, hay thậm chí là cả Galaxy Note 8, bởi theo các tin đồn mới nhất thì chiếc Aquos S2 sẽ được trang bị màn hình 17:9 với độ phân giải đạt chuẩn 4K, tức là đây sẽ là chiếc điện thoại thứ 2 trong năm nay được đạt tiêu chuẩn điện thoại 4K sau chiếc Xperia XZ Premium của Sony. Tuy nhiên thì trên thiết bị của Sharp sẽ chắc chắn gây ấn tượng hơn nhờ mặt trước viền siêu mỏng cùng cảm biến vân tay quang học được đặt ở dưới màn hình, đem lại sự đơn giản tuyệt đối cho thiết bị. Các chi tiết kỹ thuật đáng chú ý của chiếc Sharp Aquos S2 bao gồm cụm camera kép ở mặt lưng được xếp dọc tương tự như bản mẫu iPhone 8 gần đây. Tuy nhiên, nhiều khả năng chiếc điện thoại đến từ Nhật Bản này sẽ chỉ ở phân khúc trung cấp cận cao cấp với RAM 6GB, vi xử lý Snapdragon 660 và một phiên bản màn hình nhỏ hơn sẽ có RAM 4GB, chip Snapdragon 630 mà thôi. Do đó thì mức giá của thiết bị chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với iPhone 8 hay là Galaxy Note 8, thậm chí là cả S8, và nó còn thấp hơn cả Xperia XZ Premium. Thời gian giới thiệu chính thức của sản phẩm được dự kiến là vào ngày 8 tháng 8, tức không đầy 2 tuần nữa thôi, trùng với ngày ra mắt của B42 đó. Và vừa rồi là tất cả những thông tin chúng ta có trong bản tin ngày hôm nay. Theo các bạn thì thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất? Hãy bình luận ý kiến của mọi người vào phần bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.